Moling form dáng nhỏ gọn cũng như là tiết kiệm nhiên liệu đây các bác ơi. Trước mắt các bác là chiếc xe Moling 2009 phiên bản số sàn máy 1.0. Chiếc này xe thì nó khá rẻ thôi. Đấy, chiếc này nhá. Thì bên em đang chào bán cho các bác với giá là 125 triệu đồng. Giá có bớt có thương lượng. Đấy, nội thất cực đẹp luôn các bác ạ. Nội thất đây. Một chiếc Kia Moling 2009 nhá. Chiếc này thì hồ sơ đã rút cầm tay rồi. Nội ngoại thất ngon đẹp luôn. Và form dáng cực đẹp. Đây các bác có nhìn form này. Đấy, form con này thì sạch sẽ và lồi bật luôn. Với cái tem thể thao 911 Sport. Đấy các bác nhá, xe là ngon lành này. Thì em sẽ quay chi tiết cho các bác để các bác xem nhé. Vừa rồi em livestream xong thì rất nhiều bác là muốn xem kỹ cái con xe mà 2009 này. Đấy, hồ sơ cầm tay rồi. 125 triệu đồng. Đấy, các bác vừa đấy trên livestream chốt là 115 triệu đồng thì em có bán được, bán cho các bác được nhé. Nhưng mà 115 triệu đồng này em không bao ship nữa. Hồ sơ em cầm tay rồi thì em chỉ bán ở tại chợ thôi. Đấy, em bán tại chợ thì được. Ok. Con này lên bản Sport nhá. Đấy, cản phần Sport này, rồi lốp sau cũng là cản sau cũng là Sport. Các bác thì có bác nào nhu cầu lên đến em bán luôn nhá. Đấy. Chốt trên livestream cũng được và ok, con này em có thể là bút chốt cho các bác trên hiện tại bây giờ cũng được là 115 triệu nhưng mà em bán tại chợ, đó là giá chốt cuối cùng. Không bao cái gì hết. Hồ sơ cầm tay rồi. Các bác đến tận nơi lấy xe là ok. Được chưa? Kia Moling 2009. Lên bản Sport này. Các bác này, đấy. Hồ sơ cầm tay rồi các bác yên tâm nhá. Con này về chỉ tầm 3 triệu, 3 triệu rưỡi nữa là các bác về tên ngon lành luôn. Đấy, một chiếc xe Kia Moling rất là tiện lợi. Nhỏ gọn, máy 1.0 ăn tiết kiệm nhiên liệu. Đây em sẽ quay về nội thất cho các bác này. Đấy, quay chi tiết nội thất một chút nữa để các bác xem kỹ hơn. 2009 nhá. Táp đi táp lô sạch sẽ đẹp. Kính điện 4 kính. Chiếc xe thì rẻ thôi, hơn 100 triệu đã có một chiếc xe Kia Moling. Các bác cái Kia Moling đi là rất lành luôn nhé. Thì dòng này là máy 1.0 4 máy đi êm và lành tiết kiệm nhiên liệu. Dòng này thì càng đi nó lại càng mát, càng đi thì máy nó càng mát và điều hòa thì cực kỳ mát sâu luôn. Các bác ạ, điều hòa mát sâu luôn. Con này để nó đẹp xuất sắc thì nó không đẹp xuất sắc, nó chỉ là hàng bình thường thôi các bác nhá. Nhưng mà Kia Moling thì nó lành và dễ đi, cho nên các bác mua về đi thoải mái luôn. Được chưa? Tư nhân. Đấy, con này thì ngày xưa có chạy dịch vụ taxi rồi. Đấy, em cũng báo như thế để cho các bác biết chứ không phải là xe tư nhân từ đầu đâu. Ngày xưa có chạy dịch vụ taxi. Hồ sơ đây em đang rút rồi và cầm tay. Tiện lợi cho các bác khi các bác mua về phát là mua buổi sáng buổi chiều có biển luôn. Đấy, các bác nào mà lại có cái máu mà con số gì ra là khả năng này buổi chiều lại được con xe luôn. Các bác ạ. Vừa rồi em có khách đến đây mua xe, bảo là em mới mua một con xe vai ớt hơn 300. Thế là tối về đánh con lô, thế là trúng luôn, là đủ con xe, không phải mất tiền. Đấy, nhiều người rất là nó may mắn và đổ chỗ đấy các bạn. Nhưng em cũng không khuyến cáo các bác là đánh lô đề nhá. Chúng ta cái tiền đấy là tiền phù du thôi, chúng ta phải kiếm được ra thì nó mới chắc được, chứ còn không nên ham hố về cái chuyện mà lô đề cờ bạc. Đấy, 2009 phiên bản số sàn 125 triệu đồng. Chốt chuyên livestream rồi, 115 triệu là ok, bán luôn và không thể trả giá một câu nào nữa. Sạch sẽ hết rồi, cứ thế mà về đi thôi, không phải làm gì cả. Hồ sơ cầm tay các bác về ra tên trong vòng một buổi là đẹp luôn. Thế là chính chủ, đi lại hơn 100 triệu bạc. Con này bác đi 125 chỉ lỗ tầm 10-20 thế là xong. Vì dòng này nó cũng không còn xuống được nữa rồi. Nó cứ lanh quanh tầm 100, 115, 120 thì nó không xuống nữa rồi các bác nhé. Thì các bác mua 115 về thì lúc gì bán ra cũng lại tầm 100. Đấy, đi 15 sau bán tầm 100 hoặc là bán 100 nẻ mấy hoặc có thể là bán 9 mấy tùy theo các bác giữ gìn xe. Nó cũng không lỗ đáng bao nhiêu cả. Các bác ạ, đấy thế thôi. Xe Moling thì nó chỉ có thế thôi. Nhá, máy 1.0. Đăng kiểm con này thì đăng kiểm con này tháng 5 tháng 6 22. Tháng 6 22 nhá. Nhưng mà hồ sơ thì em rút rồi, cầm tay rồi. Thế cho nên là các bác yên tâm, về cứ thế đi thôi. Đấy, đẹp sạch sẽ luôn. Và bây giờ em lổ máy để cho các bác xem máy trước này. Chờ em chút nhá.
Morning 2009. Đấy. Đây các bác này, máy đây. Con này thì có dây cô loa nó hơi trùng nhá. Em sẽ thay cái dây cô loa mới cho các bác. Nó hơi lét két đấy, dây trùng như cô loa. Máy khô ráo sạch sẽ luôn, không bị dầu mỡ vào ra nhá. 2009 máy làm rồi. Đấy, máy làm rồi nhá, chứ không phải máy zin đâu. Thế cho nên các bác là cứ xem rõ ràng trực tiếp luôn. Con này thì cabo nó mất chỉ đây này. Đấy là cabo nó mất chỉ, nó làm lại rồi. Thì xe có thế nào em nói thẳng như thế luôn để cho nó tiện nhá các bác nhá. Xe giá rẻ thì nó cũng bình thường thôi, cũng không được đẹp lắm. Nhưng máy móc chất ngon lành, chạy không bị làm đường là được rồi. Quá ok luôn. Vâng các bác ạ, một chiếc xe Kia Morning 2009 phiên bản số sàn. Hồ sơ cầm tay nhá, giá với em đoán là 125 triệu đồng. Có bút có thương lượng cho anh chị em. Các bác nào đang có nhu cầu thì alo cho em luôn. Em xin chào và hẹn gặp lại.